Nối tiếp sự thành công của Dell Gaming G3 thế hệ tiền nhiệm thì hôm nay mình đang có trên tay Dell Gaming G3 phiên bản mới nhất. Với mức giá vẫn giữ nguyên thế nhưng cấu hình mạnh hơn thì hãy cùng mình mở hộp ra xem có gì thú vị và khác biệt nhé. Chắc chắn ở bên trong thì sẽ có laptop được bao bọc rất là chắc chắn. Bỏ vào ngoài chống xước ra thì tông xanh đen vô cùng quen thuộc của Dell, một cục sạc 130W và một chiếc dây sạc. Trọng lượng của Dell Gaming G3 phiên bản này nặng khoảng 2,5 kg. Kích thước thì không quá to như các dòng laptop gaming khác, chỉ cao khoảng 21,6 mm. Về thiết kế thì không khác gì so với thế hệ tiền nhiệm, toàn bộ máy vẫn được làm bằng nhựa cứng. Phần mặt trước ở chính giữa vẫn là logo của Dell màu xanh và hai đường gân song song để tạo điểm nhấn. Bề mặt sần sẽ tạo cảm giác cầm chắc chắn cũng như là mang lại sự mạnh mẽ trên chiếc laptop gaming, khi sờ vào thì sẽ không bám vân tay quá nhiều. Mở máy ra thì mình chắc chắn ngay từ đầu, ánh mắt của các bạn sẽ bị thu hút bởi những dải màu xanh độc đáo và đặc trưng của Dell. Điểm nhấn đặc biệt trên dòng Gaming G3 này xuất hiện trên logo như là phía ở trên các cổng kết nối, phần kê tay, touchpad, cụm phím WASD và các tấm chắn cao su. Không giống như dòng laptop gaming thường có ngoại hình quá hầm hố, diện mạo tổng thể của laptop Dell Gaming G3 phiên bản này thì vẫn toát lên vẻ thanh lịch, cho phép người dùng dễ dàng cân bằng giữa mục đích chơi game và môi trường công việc. Màn hình của Dell Gaming G3 này có viền màn hình mỏng, cạnh trên cùng dày gấp đôi các cạnh khác do có chứa webcam và tích hợp kèm cả micro để có thể đàm thoại. Màn hình của em này thì là màn hình 15,6 inch, được trang bị màn hình LED chống lóa Full HD. Tấm nền được dùng là WVA thay vì IPS như trước đây. Đối với tấm nền này thì vẫn có tốc độ phản hồi nhanh, tuy nhiên độ tương phản thấp hơn IPS, góc nhìn và màu sắc cũng bị hạn chế. Mặc dù vậy, bình thường anh em ngồi chơi game thì vẫn phải ngồi đối diện chiếc máy, thế nên đây không phải là vấn đề quá to lớn gì. Chất lượng hiển thị ở mức tạm ổn khi dải màu sRGB đạt 55%, dải màu Adobe RGB đạt 35%, độ sáng là 250 nits với tần số quét lên đến 120 Hz, Delta E là 6.02. Anh em chơi game ở trong nhà thì với màn hình này hoàn toàn ổn, tuy nhiên so với những mẫu laptop gaming khác thì màn hình của Dell G3 này vẫn thua về độ sáng cũng như là tần số quét. Và tấm nền cũng như là về các chỉ số trên thì màn hình này sẽ đủ để cho mọi người chơi game. Còn nếu như dùng để làm thiết kế, chỉnh sửa màu sắc hay là edit video thì màn hình này sẽ không phù hợp cho lắm. Nhưng bù lại với mức giá chỉ loanh quanh 21 triệu đồng thì Dell đã trang bị cho em này chip xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 10 cộng thêm bộ RAM 8GB DDR4, thể hiện rõ sức mạnh của một chiếc laptop gaming khi xử lý những tác vụ nặng nề một cách dễ dàng. Nếu so với năm trước ở phiên bản tiền nhiệm là Core i5 thế hệ thứ 9 với mức giá tương tự như vậy thì năm nay cũng với mức giá này, Dell đã cho chúng ta một cấu hình mạnh hơn ở phiên bản năm nay. Và với cấu hình này, các bạn hoàn toàn có thể chiến được các tựa game eSports hiện nay với mức setting cao nhất. Thêm một điểm cộng nữa cho Dell G3 phiên bản này là sẽ có khả năng giải phóng hiệu năng chỉ với một thao tác. Sự góp mặt của bộ vi xử lý đồ họa Nvidia GeForce GTX 1650 có sức mạnh vừa đủ cho các tựa game đình đám hiện nay như là Dota, PUBG hay LOL. Và ngoài ra thì ưu thế của ổ cứng 512GB còn giúp thiết bị có được tốc độ khởi động nhanh nhạy, rút ngắn thời gian sao chép dữ liệu và truy cập ứng dụng. Khi bước vào giai đoạn quan trọng của game đấu thì các bạn có thể giải phóng toàn bộ hiệu năng bằng cách nhấn phím F7. Lúc này thì Game Shift sẽ tự động kích hoạt chế độ hiệu năng cao mà không cần người dùng phải thoát game ra để thao tác. Chuyển xuống dưới là phần bàn phím và touchpad. Bàn phím với đầy đủ các phím chức năng, có cụm phím số. Hành trình phím hơi nông, tuy nhiên bàn phím sẽ có đèn LED màu xanh với ánh sáng nhẹ sẽ giúp các bạn có thể hoạt động trong môi trường thiếu sáng hoặc là chơi game vào buổi đêm. Các phím thì sẽ có khoảng cách vừa đủ giúp bạn không bị mỏi tay khi chơi các trận game kéo dài. Touchpad thì sẽ được đặt nhiều hơn về phía bên trái của máy, để lại không gian rộng rãi ở phía bên phải. Kích thước sẽ lớn, bề mặt sần. Tuy nhiên đối với bề mặt sần này thì sẽ không được mịn như là các bề mặt phủ kính khác. Nhưng nói chung thì là laptop gaming, thế nên là anh em vẫn sẽ dùng chuột để có thể chơi game thôi. Về cổng kết nối thì chúng ta sẽ có cổng nguồn HDMI, USB Type-A, USB Type-C, RJ45, cổng khóa Ken Kingston, một jack audio combo và một khe thẻ SD. Với tính năng điều khiển âm thanh và giọng nói trực quan thì Dell Gaming G3 3500 có một số âm thanh mạnh mẽ do Nahimic thiết kế, mang lại âm thanh đa chiều giúp các bạn nhận ra âm thanh phát ra từ nhiều hướng khác nhau, rất là cần thiết khi chơi các game bắn súng, cho trải nghiệm âm thanh khi chơi game mạnh mẽ hơn. Cuối cùng sẽ là thời lượng pin khá ấn tượng với viên pin 51Wh có thể dùng được 2 đến 3 tiếng với ánh sáng ở mức tối đa khi chơi game. Còn nếu như các bạn chỉ lướt web hoặc là xem video, thời lượng pin có thể kéo dài lên đến hơn 8 giờ, quả thực rất là ấn tượng đối với một chiếc laptop thuộc dòng gaming. tại thì Dell Gaming G3 3500 sẽ có một vài điểm mà mọi người cần lưu ý. Về mức giá thì vẫn sẽ giữ nguyên mức giá so với phiên bản của năm ngoái, tuy nhiên cấu hình được nâng cấp lên nhưng sẽ phải đánh đổi về phần màn hình. Và với gói quà tặng kèm lên đến 800.000 đồng cùng với chế độ bảo hành 12 tháng thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.